Tevarat đã dũng cảm cứu người bạn của mình, nhưng tên du côn đã siết cổ anh bằng dây lưng. Dân làng đứng đó nhưng không có người nào dám tới giúp. Dây lưng từ từ thắt chặt, Tevarat mặt đỏ căng, có vẻ anh sắp ngất đi. Tuy nhiên Sarika cầm ống nước phang vào đầu gã du côn, cứu Tevarat. Dân làng cũng được dẫn dắt bởi cô ấy, họ cùng nhau đánh đuổi bọn du côn. Tevarat thấy người cứu lại là đối thủ của mình, dù khó nói nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Tuy nhiên Sarika từ chối lời cảm ơn này, không phải lời cảm ơn chân thành, cô không bao giờ chấp nhận. Hai người trở về, nhưng sau việc đó Sarika bắt đầu có thiện cảm với Tevarat, bởi vì anh ấy trông dễ gần hơn rất nhiều, không phải kiểu người muốn gây rắc rối. Cô nghĩ rằng người anh trai Tevarat bắt đầu trở lại. Lúc này trưởng làng đang vội đi tìm Sarika về nhà. Ruth nhìn thấy một chiếc xe đạp mới tinh xuất hiện trước nhà. Sarika nghĩ về việc Tevarat cố tình phá hỏng xe đạp của cô ấy, biết ngay là do Tevarat gửi đến. Sarika nhìn lá thư xin lỗi mà không có lời xin lỗi nào. Mong cô hiểu từ giờ tôi không ích kỷ, mặc dù những gì đã xảy ra vài ngày trước không phải lỗi của tôi. Nếu cần gì khác để bù đắp chỉ cần nói với tôi, bằng cách đó tôi không phải nợ cô bất cứ điều gì. Mặc dù cô khá thích chiếc xe này, nhưng cô không cho phép mình nhận. Cuối cùng cô cũng quyết định giữ chiếc xe lại. Không ngờ một chuyện khó khăn lại ập đến, doanh nghiệp chèn ép giá sữa khiến dân làng khốn khổ. Sarika đang cố gắng bán sữa với giá tốt, phải tìm người mua mới, nhưng nó không dễ dàng, họ không biết làm sao. Tevarat xuất hiện, anh sẵn sàng trả giá cao cho sữa tươi trong làng. Trưởng làng thắc mắc tại sao Tevarat lại đột ngột thay đổi quyết định. Ai biết rằng Tevarat chỉ quan tâm đến chất lượng sữa ở đây. Sữa được mua với giá cao chỉ là vì chất lượng, chứ không phải vì dân làng Klongpai. Sarika biết điều đó. Tevarat đã mua một số lượng lớn máy móc, anh ta sẽ gặp rắc rối nếu không có sữa. Chỉ là mọi người đều nhận được thứ họ cần. Thấy rằng mục tiêu đã đạt được, Tevarat quay về. Anh quay lại, thấy chiếc xe đạp anh gửi bị bỏ trong góc. Anh hỏi Sarika tại sao cô không đi nó. Câu trả lời của Sarika khiến anh tức giận. Tôi không muốn bị mọi người đồn rằng tôi lấy những thứ có giá trị từ anh. Cô sợ dính dán đến anh sao? Sarika thầm vui sướng khi thấy anh ta tức giận. Nguy hiểm đang đến gần. Sau nhiều lần nghi ngờ, bọn du côn nghĩ rằng Sarika thực sự là Champu. Nhưng tay cầm đầu không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì anh ta đã bị trưởng làng đánh. Vì vậy anh ta lên kế hoạch cướp ngôi nhà của trưởng làng. Điều này tên khốn đã bị dân làng đuổi lúc đầu nghe được. Hai bên thỏa thuận đi tìm cách trả thù trưởng làng và Sarika. Sarika ở nhà một mình, nhóm cướp đột nhập vào nhà. Cô bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động, lắng nghe tiếng bước chân từ từ đến gần. Cô cũng lùi lại, cánh cửa bị đạp tung. Cô liều mình nhảy khỏi ban công, thoát khỏi sự tấn công của bọn cướp trong gang tấc. Nhưng cô không dám chạy, núp dưới gầm bàn tránh đạn. Cô nghĩ rằng cô sẽ chết ở đây. Có tiếng động từ phía sau, cô trấn áp bọn cướp. Một đôi tay mạnh mẽ kéo cô lên. Sarika thấy người đến lại là kẻ thù của cô, Tevarat. Theo phản xạ cô muốn rời khỏi anh. Anh, bỏ tôi ra, định trở thành vợ bọn cướp hay sao? Tevarat một tay ôm Sarika, một tay tấn công bọn cướp. Trong khi bọn cướp đang nấp, anh đưa Sarika chạy trốn nhanh chóng. Tên cầm đầu đã ra lệnh cho đồng bọn ngừng bắn. Hóa ra là những tên xã hội đen này lại là người của Pitak thuê đến để giết Sarika. Họ lợi dụng làng tổ chức lễ kỷ niệm, đã tấn công ngôi làng. Trưởng làng dặn con gái ở nhà vì sợ cô bị thương, đưa dân làng ra ngoài chiến đấu. Tuy nhiên, có hai nhóm cướp và mục tiêu của bọn người Pitak là nhà của trưởng làng. May mắn thay, Tevarat đã nghe thấy tiếng súng, đã kịp thời đến cứu cô. Sarika không muốn chạy trốn, cô muốn về làng để giúp đỡ. Tevarat ôm Sarika, đừng dãy được không? Rốt cuộc là cô khó chịu hay cô dao động khi ở bên tôi? Sarika bối rối khi nghe những lời anh nói, nhìn thấy khuôn mặt của Tevarat ngày càng gần hơn. Ngay lúc đó, họ nghe tiếng bọn cướp đang đuổi theo. Cả hai vội vàng trốn sau đống cỏ khô. Tevarat nói với Sarika hãy ngồi yên ở đây, họ có vũ khí đầy tay. Cô nấp ở đây trước nhé. Tôi xin đấy, Tevarat nói xong liền lao ra đánh bọn côn đồ. Tuy nhiên, chúng có rất nhiều người. Tevarat dần yếu thế, cuối cùng anh đã bị tên cầm đầu chĩa súng vào. Anh ta cảnh báo Tevarat đừng can thiệp. Nếu không phải vì lợi ích từ Pitak, anh ta đã tấn công Tevarat. Tevarat kéo Sarika rời đi. Họ trốn trong bụi cây. Cô dẫm lên một mảnh cây. Nó thực sự ảnh hưởng đến vết thương ở chân, vô cùng đau. Bọn cướp nghe thấy âm thanh và từ từ đến gần bụi cây. Họ căng thẳng, giữ nguyên tư thế không dám cử động. Đột nhiên một tên lao đến lùm cây, nhưng không thấy ai cả. Họ cho rằng đó là âm thanh của thỏ rừng. Tevarat và Sarika đã trốn thoát trước đó. Để ngăn chặn bọn cướp quay lại, cả hai đã vào căn chòi gỗ trốn qua đêm. Tevarat nhận thấy vấn đề ở chân của Sarika, anh đã chủ động cõng Sarika. Đây là lần đầu tiên họ thân thiết sau 17 năm. Không hiểu lầm, không cãi vã, chỉ có sự im lặng và tiếng cỏ, cũng giống như cảm xúc ban đầu giữa hai người. Đến ngôi nhà gỗ, Tevarat chủ động băng vết thương cho Sarika. Nhìn Tevarat dịu dàng, Sarika lại nhớ đến quá khứ. Anh trai cũng rất dịu dàng giúp đỡ cô, hay kiên nhẫn dỗ dành cô ấy, chăm sóc cô như một nàng công chúa. Cuối cùng cũng băng bó vết thương xong, Tevarat phủi bụi trên người mình,
nhưng vô tình lại làm bụi bay vào mắt. Tevarat đưa tay lên xoa xoa, thấy vậy Sarika bảo anh ngừng rụi, nhẹ nhàng thổi vào mắt anh ấy. Tevarat đã mất lý trí khi thấy vậy, nếu không có gì khác đây là cảm giác của nhịp tim. Anh tận dụng lúc Sarika ngủ, hôn nhẹ lên tóc cô ấy. Thật bất ngờ cô đã tỉnh dậy sau đó. Anh bị bắt quả tang có vẻ rất bối rối, nhưng khi thấy cô đứng dậy, anh vô thức nắm tay một lần nữa. Cô loạng choạng ngã vào lòng anh, đôi mắt của hai người có chút bối rối. Sarika muốn ra ngoài và giúp cha cô đuổi bọn cướp, nhưng đã bị Tevarat kéo lại. Anh yêu cầu Sarika tự bảo vệ mình trước, đừng ra ngoài gây rắc rối cho trưởng làng. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô, giờ anh ấy là người duy nhất có thể giữ an toàn cho cô. Vì vậy cô phải ở lại với anh. Sarika nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô đành nghe lời. Không ngờ tai nạn xảy ra khi cô vừa về đến nhà. Trưởng làng về tìm con gái, không ngờ bọn cướp đã phục kích trước đó. Họ đe dọa trưởng làng để giao đồ đạc của gia đình. Lúc này Tevarat đã dẫn Sarika về nhà. Một tên cướp nhắm vào Sarika. Tên cầm đầu cảnh báo trưởng làng đừng phát ra tiếng động, nếu không thì ông và Sarika sẽ chết. Ông nghe thấy Sarika gọi, tên cầm đầu yêu cầu trưởng làng gọi Sarika lên lầu. Một bên con dao sắc bén của hắn đã đâm vào bụng ông, một bên là người con gái đã hứa sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng của mình. Trưởng làng nhắc con gái một cách không ngần ngại. Sarika chạy đi, bọn cướp đang ở đây. Con dao sắc nhọn đã đâm sâu vào bụng của ông. Ông ngã từ từ xuống sàn. Sau đó, dân làng đã đến đuổi bọn cướp, nhưng trưởng làng đang chết. Ông nhìn cô con gái đau khổ của mình, nhưng nở một nụ cười hạnh phúc. Mặc dù ông không thể đồng hành cùng con gái mình, nhưng ông đã bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng. Có thể coi ông ấy đã không thất hứa. Cuối cùng ông nói với Sarika, con là dòng máu của trung tướng dũng cảm nhất. Cha ở trên trời sẽ bảo vệ con mãi mãi. Con phải chứng minh cho họ thấy bản thân con mạnh mẽ như thế nào. Nói xong, trưởng làng đã qua đời. Sarika ôm cha của mình và khóc thảm thiết. Cha trung tướng đã cho cô ấy cuộc sống, giờ đến cha trưởng làng đã bảo vệ cô. Cả hai người cha đều ở đó để bảo vệ cô, giờ đã ra đi mãi mãi. Ngày hôm sau, Tevarat đưa gia đình Sarayut đến làng. Dân làng không hiểu sao họ tới đây, khuyên họ về đi. Tevarat thấy Sarika ngồi đó mà không ăn uống hay cử động, Tevarat rất lo lắng. Vì vậy khi Sarika về nhà, cô ấy thấy anh đã đợi ở đó. Anh ấy nói với Sarika, anh ấy cũng đã mất người mình yêu. Tâm trạng lúc đó cũng giống Sarika bây giờ, đó là cha và em gái của anh ấy. Tuy nhiên, khi Sarika hỏi về em gái anh, Tevarat lại im lặng. Anh ấy mong Sarika thoát khỏi nỗi đau càng sớm càng tốt, thay đổi bản thân mạnh mẽ lên. Sarika lắng nghe lời an ủi của anh, cô dùng cây vĩ cầm yêu thích của mình để gửi cho cha trưởng làng, người đã cứu cô ấy khỏi đám cháy. Ông đối xử với cô như con gái ruột của mình. Hình ảnh hạnh phúc của quá khứ hiện lên trong tâm trí cô. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Trong tương lai, từ cha chỉ có thể sống trong ký ức của cô. Dì lo lắng cho Sarika, mời cô đến sống ở nhà với bà. Mặc dù bà không biết rằng Sarika là cháu gái trong pu của mình, nhưng vẫn lo lắng cho cô. Sarika nhận lời mời chân thành của dì mình và đồng ý ở lại. Không ngờ điều này lại bị chú Pitak phản đối kịch liệt. Bà Pichuk hy vọng ông có thể đồng ý, nhưng ông không đồng ý. Em gái Pitak có thể sống trong nhà của ông, Sarika cũng phải được. Ông thấy vậy muốn phản đối. Thật bất ngờ ông đã bị Tevarat làm cho cứng họng và không nói nên lời. Từ khi tôi còn nhỏ ông chỉ là chú. Tevarat là người thừa kế duy nhất của gia đình. Chú rõ ràng là người ngoài, tại sao bây giờ lại tự xưng là chủ nhân của gia tộc Sarayu Pichai? Di chúc sẽ được công bố vào năm sau. Chờ cho đến khi đó ông sẽ mất quyền to tiếng ở đây.